Mịt thứ hôm này, cá hồng cột bác ơi. Rồi, ok. Ờ, cá nhồng, cá đuối, cá ngừ, cá ngọc không, cá... cá biển không, đậu ba sa, cá ba thú, cá bác lộ, cá nhồng, cá đuối, cá ngừ, cá ngọc không, cá... cá biển. Rồi, cho con cá đi. Mua cá, hôm nay chị đẹp mua cá. Cá này là ở đâu anh? Sẹo nhàu á anh. Rồi anh quê đâu? Thứ 10 hả? Thứ 10 qua sẹo nhàu mua cá hả? À? Một ngày mình làm, mình đi mua cá từ mấy giờ anh? Đi 4 giờ kia đi lấy. 4 giờ kia đi lấy. Là lúc đó cá ngon hả? Là mình lấy ở giữa hay là mình lấy của bà, của ghe biển luôn? Giữa. Ở giữa hả? Mình đâu có kịp chứ mấy người lấy đồng hồng lấy chứ trời ơi. À. Là tùy theo từng ngày cá có cá gì thì mình mua cái đó hả? Cá nục hôm nay ký nhiêu anh? Cá nục hôm nay 45 ngày. 45 ngày hả? Còn ở đây còn cá gì nữa? Cá ma thú rồi cá này nhiêu ký? 45 ngàn ký. 45 ngàn không có. Gì vậy? Bữa bán cái 20 ngàn, 40 ngàn. Đúng rồi, hết nước rồi. Bây giờ cái gì nó cũng tăng giá hết trơn á bà chế đẹp ơi. Bà chế chạy giá nữa. Tại vì đang mắc hơn bữa. Dạ. Còn cái này cái gì anh? Cá đầu ba sa. Cá đầu ba sa hả? Còn con nó coi cái cần sát chứ hả? Cá đuối kỹ nhiều 60. Wow, ngon ha. Con này mấy ký ta? Con này không có đâu, ở 700g hả? 60.000 ký hả? Xuất sắc. Chim rồi phải không? Rồi. Từ từ em chụp hình cái, anh đưa lên chụp hình cái. Đấy cái đầu kìa, cái đầu quay ngược lại cái đầu. Ok. Rồi còn cái gì nữa không? Cái này là đầu cái ba sa. Đầu ba sa, ba thú. Ba thú. Con cá này không có mắt quay kỳ lắm nổi. 3, 4, 12. Rồi, ok. Vậy là hôm nay bán có 2 loại cá thôi hả? 500, 500 vậy. Bán có 3 loại cá. Đâu có 5 loại cá. 5 loại lần hả? Nó còn nữa không? Lỡ khoe rồi khoe luôn đi anh. Không quá. Rồi anh bán anh chạy đường nào để bà con biết, còn bà con đi mua đợi mua cái. Dài cán gáo rồi. Cán gáo luôn hả? À. Cái này cái gì? Cá ngáy. Cá ngáy hả? Ừ. Rồi mình làm gì ăn? Cá này giờ chiên tươi rồi chút cà. Con chua. Ok. Làm mua gì không? Rồi biết rồi ha. Biết rồi đó. Đó. Bà con cán gáo đón chú tên gì? Cường. Chú Cường nha, chú Cường thứ 10 bán tuyến đường thứ 11 cán gáo. Wow. Cá này kêu là cá nhồng. Cá nhồng anh, cá nhồng mà làm gì ăn? Cá nhồng là nấu canh chua. Nấu canh chua. Rồi, ok. Rồi, ok đó anh. Rồi, phải không? Hết cá rồi hả? Hết cá rồi hả? Là 25, 26 tháng này hả? Ủa sao cá lại sụp anh? Là nó vô nước cá. À vô mùa cá vô nước cá đó hả? Cá là cá. Mình lấy nó rẻ lại.
Còn bây giờ là mắc hả? Bây giờ mùa này biển động mà cá ít là đúng rồi. Biển cá đâu động, cái này có động đâu. Trời ơi, bạo sập nhà tùm lum hết trơn kìa. Cá mà vô nhiều chừng nào là trời mưa hai bữa nay à. Trời mùa tháng mùa nam là tháng 7 tháng 8 là cá gì đó. Thấy chưa? Tháng 7 tháng 8 người ta bán cá mà còn cài nữa. Trời ơi chị đẹp. Chị hiểu chưa?